Chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng của DeadBy. Bây giờ thì tôi sẽ đưa ra một tình huống như thế này. Và hiện tại chúng ta có một đối tượng khóa học. Và đối tượng khóa học này tôi sẽ có một giá trị là Dead ngày mà khóa học này phát hành. Và tôi lấy ngay tại thời điểm hiện tại. Sau đó chúng ta in ra ngoài, ở ngoài phần view của nó. Thì đây là cách để chúng ta in ra. Và khi chúng ta xem kết quả thì nó hiển thị như thế này. Và rõ ràng với phần hiển thị này hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, đối với người sử dụng, khi họ nhìn vào các đơn vị ngày tháng như thế này, họ không biết được chính xác thời gian là bao nhiêu. Hoặc là chúng ta muốn tùy chỉnh lại, chúng ta chỉ muốn hiển thị ngày, tháng, năm, hoặc hiển thị giờ, phút, giây, hoặc hiển thị chỉ là năm phát hành mà thôi. Thì với giá trị này, chúng ta cần phải xử lý như thế nào? Trong trường hợp này thì phần buy và cụ thể hơn là dead buy nó đã hỗ trợ chúng ta. Chúng ta sẽ vào đây và xem phần tài liệu hướng dẫn của nó. Trong phần tài liệu này thì cách sử dụng của nó cũng rất là đơn giản. Chúng ta truyền vào dead và ở đây là phần format. Phần format thì sẽ có những giá trị mà chúng ta phải tuân theo. Và ở phía dưới nó liệt kê rất là kỹ các giá trị chúng ta có thể truyền vào bên trong phần format. Bây giờ thì tôi sẽ thử demo cho các bạn xem. Ví dụ ở đây, chúng ta thấy phần ví dụ của nó, đối tượng ngày, nó lấy ngày hiện tại. Rồi, đối với đối tượng ngày này, nó in ra ngoài. Và trong trường hợp ban đầu không truyền tham số, nó in ra, đây là tháng, ngày và năm. Trong trường hợp medium, thì nó in ra tháng, ngày, năm và đơn vị thời gian, AM hay là PM. Short time thì chỉ in ra giờ. Hoặc là ở đây là phút, ở đây là giây. Chúng ta sẽ thử xem. Bây giờ tôi truyền vào là dead. Như vậy ở đây tôi có giá trị dead. Quay lại để chúng ta xem kết quả. Thì nó chỉ hiển thị là tháng là bao nhiêu, ngày là bao nhiêu và năm là bao nhiêu. Tiếp tục ở đây, chúng ta sẽ thử với trường hợp là medium. Truyền vào một tham số, tôi cũng đưa vào đây 2 chấm. Rồi, medium. Quay lại đây để chúng ta xem. Medium thì nó hiển thị tháng, ngày, năm và giờ, phút, giây, AM hay là PM. Ở đây thì chúng ta sẽ thử quay lại và chúng ta xem bảng format ở phía trên. Chúng ta có thể truyền vào những giá trị gì. Ví dụ như họ truyền vào một chữ Y. Tôi cũng thử truyền vào một chữ Y. Thay vì là medium, tôi truyền vào chữ Y. Tôi xem nó hiển thị kết quả là gì. Thì nó chỉ hiển thị ra là năm 2016. Ở đây thì cũng có một dạng, nếu như chúng ta muốn hiển thị đầy đủ năm 4 chữ số là chữ Y, chỉ hai chữ số thôi là hai chữ Y. Tôi cũng thử luôn. Hai chữ số Y thì có phải là nó in ra 16 hay không? Rõ ràng nó in ra 16. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thử đối với tháng và ngày. Ngày nếu như chúng ta muốn hai chữ số, tháng chúng ta muốn hai chữ số. Như vậy tôi sẽ in ra ngày, tháng, năm và DD mình di chia. Chữ mình thì nó viết ở dạng chữ in hoa. Tôi sẽ viết lại như thế này. DD. Rồi, phân cách một cái mình. Rồi, di chia. Ở đây chia chúng ta muốn hiển thị 4 chữ số, do đó chỉ cần một chữ Y thôi. Quay lại để xem kết quả hiển thị. Đây là ngày, đây là tháng và đây là năm. Tương tự như thế, các bạn có thể sử dụng những ký hiệu ở phía dưới. Nó cung cấp và nó có bảng miêu tả ra cho chúng ta rất là rõ rồi. Và chúng ta chỉ cần sau này khi có một yêu cầu về cách hiển thị ngày tháng, thì nếu như chúng ta không nhớ thì chúng ta cứ quay lại phần tài liệu này. Chúng ta xem với những ký hiệu thì nó sẽ tương ứng với những giá trị gì nó được hiển thị và chúng ta sẽ sử dụng nguồn tài liệu này. Như vậy thì chúng ta cũng đã tìm hiểu xong cách sử dụng của DeadBy.